Và bây giờ mình đi siêu thị nha các bạn. Nó cũng có lớp học Anh văn. Giờ mình sẽ đi kiếm cái gì ta, cái ly để uống rượu. Ủa chị, cái ly uống rượu á, cái ly không có. Mà này không có bán ly luôn hả chị? Không có ly rồi các bạn ơi. Để kiếm món khác coi. Rồi đây trái cây nè, chắc bây giờ mua trái cây ha. Số là mình thích ngổi hơn các bạn. Ý, ở đây có lựu đây. À, cái lựu hồi bữa giờ đang kiếm. Cái này thì 12.000. 12.000 nha. Vậy là mình sẽ mua một hộp lựu này ha. Rồi với lại cái món này nè. Bữa mình mới ăn á, mình mua về mình ăn thử thì thấy nó cũng nói chung là cũng ngon các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mua ha, chè yến mạch hạt dẻ. Cái này là chè yến mạch hạt dẻ, cái này là như là của Trung Quốc, Đài Loan gì đó nè. Mà ăn cái này là như là người ta hầm sẵn á, người ta hầm sẵn trong đây á. Thì mình chỉ mở hộp ra và mình ăn thôi ha, không cần làm gì nữa ha. Rồi mình sẽ mua hai thứ này ha. Rồi bây giờ kiếm một cái gì nữa ha. Rồi ở bên đây là bánh nó từng luôn. Nói đi vô siêu thị mình mua cái gì mà bây giờ tự vô đây cái quên mất tiêu luôn. Tôi mua một cái ly uống nước á, mà ở đây người ta không có bán ly, cho nên bây giờ mình sẽ kiếm một cái khác ta. Nhớ lại coi mình sẽ mua cái gì đây ta. Tự nhiên ở nhà nó là vô đây sẽ mua mà bây giờ tự nhiên quên mất tiêu luôn. Bánh trái thì ở nhà còn. Kẹo này cũng rất là ngon nè các bạn. Kẹo này nè, kẹo min á. Đây đó, mình cũng hay ăn kẹo này nè. Kẹo này cái mùi nó sẽ nghe cái mùi là cái mùi kem đánh răng á các bạn. Đó thì nói chung là nó cũng ngon, cái mùi cũng ngon mà nó cũng hơi mùi sữa nữa. Đó, cái hồng giòn này cũng ngon các bạn. Giá có 14.000 thôi, hai trái bự chà bá luôn, 14.000. Rồi bây giờ mình sẽ mua luôn cái này ha. Rồi mua được như đây nha. Thì mình cũng hay mua cái mì Hàn Quốc này ăn nè các bạn. Cái này là 32.000, nó hơi mắc nha. Nhưng mà cái cọng mì nó bự á, nó giống như là cái gì ta,
cái mì cay á, các bạn có ăn mì đó không? Cái cọng mì nó to như vậy á, nhưng mà nói chung là cái này nó không có gì nhiều hết á, thì nó chỉ có mì rồi mấy cái đồ khô gì trong đó đó, cho nên là ăn nó cũng hơi ngán ha. Nhiều quá. Rồi, mua một được một đống rồi các bạn. Mua được một đống như thế này rồi. Và bây giờ là mình đi học đây. Ok, see you later.